Nhân ngày thị giác thế giới 14 tháng 10 năm 2021 với chủ đề Hãy yêu đôi mắt của bạn, nhằm nhắc nhở mọi người tầm quan trọng của việc bảo vệ đôi mắt và chữa trị cho các bệnh nhân bị khiếm thị. Sáng nay ngày 14 tháng 10, Bệnh viện Mắt Quảng Nam đã tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý đột thủy tinh và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi của thành phố Tam Kỳ. Nằm trong chương trình, đội ngũ các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Quảng Nam đã tiến hành truyền thông, tư vấn, cập nhật các thông tin liên quan về mắt. Bên cạnh đó, tiến hành khám đo thị lực, đo khúc xạ động, sàng lọc bệnh lý về mắt, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi ở thành phố Tam Kỳ. Đối với các trường hợp nặng sẽ được tư vấn các biện pháp điều trị hoặc mổ đột thủy tinh thể. Chương trình khám sàng lọc bệnh lý đột thủy tinh diễn ra chỉ trong một ngày, nhưng có khoảng 150 người cao tuổi đến khám sàng lọc bệnh lý đột thủy tinh và cấp phát thuốc miễn phí. Trước đây thì tôi ít quan tâm đến sức khỏe của mình, trong đó có ít vấn đề là về mắt. Nhưng mà qua buổi tư vấn hôm nay là tôi thấy là đây một điều rất là tốt, và đồng thời là bất công mọi người chúng ta là cần phải quan tâm, chăm sóc tất cả bộ phận cơ thể, đặc biệt về mắt. Bệnh đột thủy tinh thể là một căn bệnh phổ biến ở những người trên 50 tuổi và là nguyên nhân gây mù cao nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Là căn bệnh nguy hiểm vì khó phát hiện và khả năng gây mù cao, vì thế chương trình có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi, tạo điều kiện cho những người cao tuổi là người nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được khám, tư vấn và phát hiện sớm để điều trị và phục hồi chức năng mắt trong chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa. Những dấu hiệu hay gặp phải như khô mắt, nhức mắt, nhìn mờ, thấy chấm đen, chảy nước mắt hoặc lóa mắt, cho biết đôi mắt đang rơi vào tình trạng làm việc quá tải và cần được chăm sóc và bảo dưỡng. Thông qua hoạt động khám sàng lọc, rồi truyền thông, các hoạt động truyền thông trên băng rôn, rồi trên truyền hình, rồi truyền thông trực tiếp, thì người dân có cái nhận thức và chúng ta cũng khuyên họ là nên đi khám mắt định kỳ. Đối với những người mà có bệnh lý, nhất là những cái bệnh lý này như là tăng huyết áp, đái đường, thì nên đi khám mắt định kỳ 3 tháng đến 6 tháng một lần. Còn đối với những người dân bình thường thì hàng năm nên là đi kiểm tra thị lực thường kỳ cũng như là khám mắt định kỳ. Ngày thị giác thế giới năm nay với chủ đề Hãy yêu đôi mắt của bạn, nhằm nhắc nhở mọi người tầm quan trọng của việc bảo vệ đôi mắt. Trong cuộc sống bận rộn, hàng ngày con người đã tiếp xúc với các thiết bị điện tử liên tục. Mỗi con mắt đều phải hoạt động trung bình từ 10 đến 16 tiếng hàng ngày. Chúng ta lãng quên phải chăm sóc đôi mắt. Đôi mắt dù chỉ là một bộ phận nhỏ bé trên cơ thể, nhưng là một trong những tài sản quý giá nhất của mỗi con người, mang đến thế giới đầy màu sắc, mở ra những yêu thương với người thân, bạn bè.